kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 31, đọc Ánh sáng của yêu thương. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên của bài học nhé. Các em hãy quan sát và lắng nghe yêu cầu của cô như sau. Các em hãy kể cho cô, nếu như người thân của em bị mệt, thì em sẽ làm gì để giúp đỡ và động viên? Các em hãy suy nghĩ và kể những việc làm mà em đã làm nếu như người thân của em bị mệt nhé. Cô mời các em chia sẻ nào. Các em để chúng mình có thể kể được tốt về những việc mà mình đã giúp đỡ, động viên những người thân của mình khi bị mệt, thì các em cần phải nêu được xem người thân của mình là ai, người đó ốm như thế nào và em đã làm gì để giúp đỡ người thân đó. Cô giáo ví dụ như sau. Chúng ta có thể lấy nước cho mẹ. Khi mẹ ốm, mệt, không đi lại được thì chúng ta có thể lấy nước cho mẹ đấy. Thứ hai nữa là bà đã già và mắt kém không đọc được chuyện thì chúng ta có thể giúp đỡ bà bằng cách là đọc chuyện cho bà nghe. Hoặc chúng ta có thể lấy thuốc cho bố uống khi bố bị ốm. Hoặc chúng ta có thể động viên và động viên những người thân của mình khi bị mệt. Ví dụ như mẹ bị mệt thì nói là mẹ hãy cố gắng uống thuốc và ăn uống đầy đủ để cho mẹ mau hết bệnh. Như vậy chúng ta sẽ nói những lời động viên và những việc làm để giúp đỡ người thân của mình vượt qua những cơn bệnh và những lúc mệt nhọc đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần đọc văn bản nhé. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô giáo biết trong tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh, ở đây là cảnh mẹ Edison bị đau ruột thừa, đang ốm, phải nằm ở trên giường. Tuy nhiên, trong phòng không đủ ánh sáng nên bác sĩ không thể mổ phẫu thuật cho mẹ của Edison được. Cho nên, thương mẹ, Edison đã nảy ra một sáng kiến là đặt đèn nến trước gương. Thế là căn phòng đã tràn ngập ánh sáng và đã giúp cho bác sĩ có thể mổ được ruột thừa và cứu mẹ của mình đấy. Và đó cũng chính là nội dung của bài đọc ngày hôm nay, đó là bài Ánh sáng của yêu thương. Bây giờ các em hãy nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài và đọc thầm theo cô nhé. Ánh sáng của yêu thương. Hôm ấy, bố vắng nhà, mẹ bị đau bụng dữ dội. Edison liền chạy đi mời bác sĩ. Bác sĩ đến khám bệnh và cho biết mẹ của Edison đau ruột thừa, phải mổ gấp. Nhưng trời cứ tối dần, với ánh đèn dầu tù mù, chẳng thể làm được gì. Edison lo lắng, thấy mẹ đau đớn, cậu mếu máo, xin bác sĩ cứu mẹ cháu. Bác sĩ ái ngại nói, đủ ánh sáng bác mới mổ được cháu ạ. Thương mẹ, Edison ôm đầu suy nghĩ, làm thế nào để cứu mẹ bây giờ? Đột nhiên, cậu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tay bên trên tủ. Nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Edison vội chạy sang nhà hàng xóm, mượn về một tấm gương. Lát sau, đèn nến trong nhà được cậu thắp lên và đặt trước gương. Căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng. Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất ngạc nhiên, bắt tay ngay vào việc. Ca mổ thành công, mẹ của Edison đã được cứu sống. Theo truyện đọc 2, nhà xuất bản Giáo dục năm 1995. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo đọc mẫu bài Ánh sáng của yêu thương. Các em lưu ý, khi đọc bài, chúng mình cần chú ý đọc đúng lời người kể,
lời nhân vật, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. Bây giờ các em hãy cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong bài nhé. Các em nghe cô giáo đọc từ thứ nhất. Bác sĩ. Bác sĩ. Cô mời các em đọc lại nào. Tiếp theo. Lo lắng. Lo lắng. Cô mời các em đọc lại nào. Tiếp tục chúng mình nghe cô đọc mẫu. Ánh sáng. Ánh sáng. Cô mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Cô mời các em đọc lại nhé. Rạng rỡ. Rạng rỡ. Cô mời các em đọc lại nào. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe cô đọc lại các từ này nhé. Bác sĩ. Lo lắng. Ánh sáng. Suy nghĩ. Rạng rỡ. Cô mời các em đọc lại các từ này. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số từ khó ở trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện cách ngắt nhỉ hơi ở một số câu dài nhé. Các em nghe cô giáo đọc mẫu và xem cô giáo ngắt hơi và nghỉ hơi ở đâu nhé. Đột nhiên, cậu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ. Các em vừa nghe cô đọc mẫu câu dài. Cô giáo đã ngắt hơi và nghỉ hơi ở đâu? Cô giáo ngắt hơi ở sau dấu phẩy và nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Đồng thời, cô giáo còn ngắt hơi ở một số cụm từ dài, đó là sau chữ thấy, sau chữ đèn và sau chữ lại. Bây giờ các em nghe cô giáo đọc mẫu lại câu dài nhé. Đột nhiên, cậu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ. Cô mời các em hãy đọc lại câu này nhé. Vừa rồi chúng mình đã được luyện đọc câu dài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghĩa của một số từ trong bài như sau. Từ thứ nhất đó là Edison. Edison ở đây. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu nghĩa của từ đầu tiên. Đó là từ Edison. Edison là tên của một nhà bác học người Mỹ phát minh ra đèn điện, máy chiếu phim, máy hát, vân vân. Từ thứ hai đó là từ ái ngại. Ái ngại ở đây có nghĩa là thương cảm, có phần lo lắng và không đành lòng. Gì? Thôi, im cho tôi nào. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nghĩa của từ thứ nhất, đó là từ Edison. Edison là tên nhà bác học người Mỹ phát minh ra đèn điện, máy chiếu phim, máy hát, vân vân. Từ thứ hai đó là từ ái ngại. Ái ngại ở đây có nghĩa là thương cảm và có phần lo lắng, không đành lòng trước tình cảnh người khác. Từ thứ ba đó là từ sắt tây.
Sắt tây ở đây là sắt dát mỏng, có tráng một lớp chống rỉ, sáng bóng, thì được gọi là sắt tây. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hiểu nghĩa của các từ ở trong bài học của chúng ta. Đó là từ Edison, từ ái ngại và từ sắt tây. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc đoạn nhé. Các em hãy cho cô giáo biết bài đọc này chúng mình có thể chia làm mấy đoạn? Đáp án của cô như sau. Bài đọc này có thể chia làm 4 đoạn đấy. Đoạn 1 là từ đầu đến bác sĩ. Đoạn 2 là từ bác sĩ cho đến cháu ạ. Đoạn 3 là từ thương mẹ cho đến tràn ánh sáng. Đoạn 4 là phần còn lại. Như vậy bài đọc này gồm có 4 đoạn. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn của bài nhé. Khi đọc, chúng mình lưu ý đoạn 1 chúng ta đọc cả tên đề bài và đoạn 4 chúng ta đọc tên tác giả phía dưới nhé. Các em nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Ánh sáng của yêu thương. Hôm ấy, bố vắng nhà, mẹ bị đau bụng dữ dội. Edison liền chạy đi mời bác sĩ. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 1 nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 2 nhé. Bác sĩ đến khám bệnh và cho biết mẹ của Edison đau ruột thừa, phải mổ gấp. Nhưng trời cứ tối dần, ánh đèn dầu tù mù chẳng thể làm gì được. Edison lo lắng, thấy mẹ đau đớn, cậu mếu máo: xin bác sĩ cứu mẹ cháu. Bác sĩ ái ngại nói: đủ ánh sáng, bác mới mổ được cháu ạ. Chúng ta cần lưu ý cho cô từ lo lắng. Cô giáo mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện lặp lại đoạn 2 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 3 nào. Các em nghe cô đọc mẫu. Thương mẹ, Edison ôm đầu suy nghĩ, làm thế nào để cứu mẹ bây giờ? Đột nhiên, cậu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ. Nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Edison vội chạy sang nhà hàng xóm, mượn về một tấm gương. Lát sau, đèn nến trong nhà được cậu thắp lên và đặt trước gương. Căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng. Các em lưu ý cho cô giáo từ ánh sáng, từ tràn ngập. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 3 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 4 nào. Nghe cô đọc mẫu nhé. Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất ngạc nhiên, bắt tay ngay vào việc. Ca mổ thành công, mẹ của Edison đã được cứu sống. Theo truyện đọc 2, nhà xuất bản giáo dục, năm 1995. Ở đây các em lưu ý từ sáng trưng và từ ngạc nhiên. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 4 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài Ánh sáng của yêu thương. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài nào. Các em hãy nghe cô giáo đọc và đọc thầm theo cô nhé. Ánh sáng của yêu thương. Hôm ấy, bố vắng nhà, mẹ bị đau bụng dữ dội. Edison liền chạy đi mời bác sĩ. Bác sĩ đến khám bệnh và cho biết mẹ của Edison đau ruột thừa, phải mổ gấp. Nhưng trời cứ tối dần, với ánh đèn dầu tù mù, chẳng thể làm gì được. Edison lo lắng,
thấy mẹ đau đớn, cậu mếu máo: "Xin bác sĩ cứu mẹ cháu." Bác sĩ ái ngại nói: "Đủ ánh sáng, bác mới mổ được cháu ạ." Thương mẹ, Edison ôm đầu suy nghĩ: "Làm thế nào để cứu mẹ bây giờ?" Đột nhiên, cậu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ. Nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Edison vội chạy sang nhà hàng xóm, mượn về một tấm gương. Lát sau, đèn nến trong nhà được cậu thắp lên và đặt trước gương. Căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng. Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất ngạc nhiên, bắt tay ngay vào việc. Ca mổ thành công, mẹ của Edison đã được cứu sống. Theo Truyện đọc 2, nhà xuất bản Giáo dục, năm 1995. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo đọc lại bài Ánh sáng của yêu thương. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần tìm hiểu nội dung của bài đọc qua phần trả lời các câu hỏi của bài nhé. Câu hỏi số 1. Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Edison đã làm gì? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thầm lại bài và tìm câu trả lời nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta tìm câu trả lời nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau tìm hiểu câu hỏi số 2. Edison đã làm cách nào để mẹ được phẫu thuật kịp thời? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thầm lại đoạn 3 của bài để chúng mình tìm có câu trả lời nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi thứ 2. Edison đã làm cách nào để mẹ được phẫu thuật kịp thời? Đó chính là Edison vội chạy sang nhà hàng xóm, mượn về một tấm gương. Lát sau, đèn nến trong nhà được cậu thắp lên và đặt trước gương. Với tình yêu thương của mình dành cho mẹ, Edison đã nghĩ ra cách làm sao để cho căn phòng tràn ngập ánh sáng để bác sĩ có thể phẫu thuật và cứu sống mẹ của mình đấy. Tiếp tục câu hỏi số 3. Những việc làm của Edison cho thấy tình cảm của cậu dành cho mẹ như thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Với những việc làm của Edison cho thấy tình cảm của cậu rất yêu thương mẹ của mình đấy. Câu hỏi số 4. Trong câu chuyện trên, em thích nhân vật nào nhất? Vì sao? Đây là một câu hỏi mở. Các em hãy nêu nhân vật mà mình thích và giải thích xem vì sao mình lại thích nhân vật đó nhé. Còn riêng cô thì cô giáo thấy trong câu chuyện trên thì cô thích nhân vật Edison vì Edison rất là hiếu thảo, ngoan ngoãn và biết yêu thương mẹ của mình đấy. Như vậy vừa rồi chúng mình đã trả lời các câu hỏi về nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Qua bài đọc này giúp cho các em hiểu rằng trong cuộc sống của chúng ta cần phải biết quan tâm, giúp đỡ những người thân của mình khi người thân bị ốm đau, bệnh tật thì chúng mình cần phải biết quan tâm và chúng mình biết chia sẻ những cái nỗi buồn và những cái bệnh tật của những người thân của mình nhé. Bằng cách là chúng mình có thể quan tâm, chăm sóc, hỏi thăm, động viên. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Yêu cầu số 1 như sau. Những chi tiết nào cho thấy Edison rất lo cho sức khỏe của mẹ? Các em hãy bấm dừng hình, đọc lại bài, suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé.
Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi nào. Những chi tiết cho thấy Edison rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ là: mẹ bị đau bụng dữ dội, Edison đã liền chạy đi mời bác sĩ. Và thêm nữa đó là chi tiết thấy mẹ đau đớn, cậu mếu máo xin bác sĩ cứu mẹ cháu. Và một chi tiết nữa đó là Edison ôm đầu suy nghĩ, làm thế nào để cứu mẹ bây giờ? Đây là những chi tiết cho thấy Edison rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình đấy. Và qua những chi tiết này, chúng mình thấy được bạn Edison là một bạn nhỏ, rất quan tâm, yêu thương mẹ của mình và là một người con rất là hiếu thảo đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai. Tìm câu văn trong bài phù hợp với bức tranh. Các em hãy quan sát xem, trong bức tranh chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bạn Edison đang ngồi bên cạnh giường của mẹ mình và mẹ thì đang ốm và bạn đang đưa tay lên trán để suy nghĩ xem mình phải làm như thế nào để cứu mẹ của mình đấy. Và chúng ta thấy ở đây có những giọt nước mắt của bạn đang chuẩn bị lăn xuống, thể hiện tình cảm của bạn dành cho mẹ rất là yêu thương và hiếu thảo đấy các em. Vậy câu văn trong bài phù hợp với bức tranh này đó là câu văn nào? Đáp án của cô như sau. Thương mẹ, Edison ôm đầu suy nghĩ, làm sao để cứu mẹ bây giờ? Đây là câu văn trong bài phù hợp với bức tranh mà chúng mình vừa quan sát đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.